Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh Cây Cảnh Mini Giá Rẻ. Và hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2021. Thì hôm nay con xin lên với tất cả cô chú anh chị đó là một cây hồng ngọc mai mã số 6. À con xin lỗi, con lên 10 5 cây ha. Mà từ mã số 6 tới mã số 10. Và cây đầu tiên là cây mã số 6. Thì con xin giới thiệu và con xin lấy cái giấy bút lông và cái ngón tay cái con so sánh ha. Thì em này là cỡ đó, nói chung là ngang ngửa cây dưới bút lông hết cô chú anh chị. Và cây một cốt lên ba chi rất là đẹp ha. Đó, cây thì chiều dài bộ đế em này là tạm nổi như thế này là tầm khoảng 9 cm ha. Để con lôi cái bộ đế dưới đây ra nữa. Và đây hồng ngọc mai chân dài, chân dài nha cô chú anh chị. Đây rễ rất là dài luôn. Mấy em này là rễ ăn xuống tuốt ở dưới chậu luôn ha. Tại vì con bứng từ dưới đất lên cho nên con phải trồng nó sâu như thế. Về cô chú anh chị mình trồng xong mình ăn rễ lên từ từ ha cô chú anh chị. Rễ rất là dài. Đó. Thì cây này là cây mã số 6. Có giá là 220k nha cô chú anh chị. Hồng ngọc mai ha. Để con quay vòng nha cô chú anh chị ơi. Đó, chân dài. Rồi tiếp theo là cây mã số 7. Đó, mã số 7 ha. Cái này thì gốc cũng nó cỡ ngón tay cái con nè. So sánh với bút lông thì cỡ ngang ngửa với bút lông ha. Cây một cốt đẹp nha cô chú anh chị. Đó, đến xung quanh nè. Khá là ok ha. Rồi để con lôi cái bầu đất ra nha cô chú anh chị. Đây, trước em nào cũng dài xuống gần tới đáy chậu hết ha. Mấy cây này là chiều dài bộ rễ nó tầm khoảng là mười mấy cm đó nha cô chú anh chị. Tầm khoảng là 18 cm á. 18 19 trở lên ha. Và chiều cao của bộ đế này là khoảng 8 cm. Âm dưới đây là khoảng 10 cm ha. Tới dưới đáy chậu nè, nói chung là chiều cao là cả 18 cm trở lên. Rồi, cây này cây mã số 7 có giá là 220k nha cô chú anh chị. Rất là đẹp ha. Đế nơm. Rồi, tiếp theo là cây mã số 8. Đó, cây này thì bự hơn tay cái con nè. Đây so sánh với bút lông nha cô chú anh chị. Đó, bự hơn với bút lông luôn ha. Ngọc mai. Rồi để con lôi bộ đế ra nha. Đây bộ đế của em hồng ngọc mai đây. Tới đá chậu khoảng 18-19 cm ha. Này trên 19 cỡ hai mấy ạ. Rễ bọng rất là ok nha cô chú anh chị. Đây. Thân thể đồ rễ rất là đẹp. Mấy cây này là trồng trên 2 năm hết rồi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 8 giá 220k nha. Kế tiếp là mã số 9. Mã số 9 này là một cụm rừng. Đây. Rất là to. Bự hơn ngón tay cái còn rất là nhiều ha. Đây, so sánh với bút lông đây. Bự rất là nhiều luôn. Rồi để con quay vòng nha. Cây này thì bộ đế rất là đẹp luôn, khỏi chơi vô đâu được chứ. Đó. Khỏi chơi luôn. Nguyên một cụm. Đây, lôi bộ đế ra nè cô chú anh chị. Đó, nó dài xuống sát với mi chậu luôn ha. Rễ xung quanh cực kỳ nhiều luôn. Nó nơm xuống đây nè, nguyên một bầy. Đấy coi sao. Nó nguyên một bầy nơm đây. Rễ mấy em này rất là ok luôn, nói chung rất là dài. Nè. Rồi em này cũng tầm khoảng 19 cm luôn nha cô chú anh chị. Nó hồng ngọc mai.
lưới nôm dài đẹp nè. Rồi cái này là cây mã số 9 có giá 240k nha. To đẹp. Rồi tiếp theo là một cây mã số 10. Cây này thì nó có cái cũ nha cô chú anh chị. Đó. Bự hơn ngón tay cái còn rất là nhiều ha. Một cốt nhưng lên hai thân. Rồi để con quay một vòng nha cô chú anh chị. Đó, tàn nó tròn tròn sẵn rồi ha, gì mình tỉa theo cái form tròn thôi. Tại nó phượt lên dài quá con chưa có tỉa lại. Rồi để con mở cái đế ra nha. Đây bộ đế em này cũng xuống tới đáy luôn nha cô chú anh chị. Đó. Đó, bộ đế cũng xuống tới đáy như thế này luôn ha, rất là dài nha, cỡ khoảng là 19-20cm đó ha. Này gì mình trồng sau này mình đôn đế lên từ từ nha cô chú anh chị. Ở chỗ này nó có một cái củ nè, dòm rất là quái, nó quấn quấn ở đây nè cô chú anh chị. Đó. Rồi tiếp theo là cây mã số 10 có giá là 230k. Đó. Sau đây là con lên hết 5 cây hồng ngọc mai nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thích cây nào thì xin liên hệ con qua số điện thoại là 0387849762 gặp mặt ha. Rồi con xin tạm dừng video tại đây ạ.